Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của thanh mẫu M trong tiếng Trung phổ thông. Đây là website của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master học tiếng Trung .tv. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn gõ tên mình là học tiếng Trung .tv hoặc là tiếng Trung .com. Tiếp theo các bạn ấn vào đây học tiếng Trung online hoặc các bạn ấn vào nút này thì sẽ chuyển sang kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Tiếp theo các bạn ấn vào nút đăng ký hay còn gọi là subscribe để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo mỗi khi mình đăng lên đây một video bài giảng mới bao gồm video bài giảng học tiếng Trung online và video bài giảng luyện thi HSK online. Địa chỉ của Trung tâm Tiếng Trung Chinese Master là số 1 ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, ngã tư sở Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra website của Trung tâm Tiếng Trung Chinese Master còn là tiếng com tiếng com Hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của thanh mẫu M trong tiếng Trung phổ thông. M thì trong tiếng Trung phổ thông thì chúng ta vẫn đọc là M nên cái thanh mẫu này đọc là rất là dễ ở trong tiếng Trung phổ thông. M thì các bạn có thể đọc là mua hoặc là các bạn có thể là đọc là M cũng được. Mua 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 bán đấy, mua bán 24 giờ hay là mua mua bán đấy. Mua bán, mua mua mua. Vậy là xong, thanh mẫu M chỉ phát âm đơn giản như vậy thôi. Và để minh họa cho cái cách phát âm của thanh mẫu M thì chúng ta sẽ làm một số ví dụ để luyện tập cách phát âm của thanh mẫu M nha. Các bạn đọc theo mình này. Ma 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 Mua múa, mổ, Mùa Mùa Mua Mây 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 Mai Mái, mái mãi mãi chúng ta đọc lại nha mà má mã mà mùa mua mùa mùa, mùa, mùa. mâ mấym mẹ mày mai mãi 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 Chúng ta đọc lại lần thứ ba này. Ma ma mã mà mua mua Mùa mua. Mây mỹ mễ mễ mai mãi mã ấy. Tiếp theo chúng ta sang slide tiếp theo. Các bạn đọc nha. Màu 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 Mì 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 Mần mạng mạng chúng ta đọc lại nha màu 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 mi 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 man man mãn mãn mộng mộng mở mở chúng ta đọc lại lần cuối này Mâu, màu mẫu 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 mi 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 mẫn 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 mặn mở, mở mở vậy là chúng ta đã học xong cách phát âm của thanh mẫu m trong tiếng trung phổ thông m thì các bạn chỉ việc nhớ là đọc như chữ m ở trong tiếng việt đọc là mua 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 bán là ok và bạn nào chưa ấn nút đăng ký kênh youtube học tiếng trung online của trung tâm tiếng trung channel master thì các bạn ấn vào nút đăng ký một cái là xong để sau này các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng nào từ trung tâm tiếng trung channel master hoặc các bạn có thể xem cái video này ở ngay trên trang chủ của kênh của kênh youtube của mình đây thì các bạn sẽ thấy mình mình hướng dẫn các bạn cách phát âm các thanh mẫu pua pua mua pua tư thưa nưa lưa và cưa 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 Đó, các bạn sẽ thấy mình cách phát âm như thế nào mình có hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể tỉ mỉ cách phát âm từng thanh mẫu và vận mẫu ở trong quyển giáo trình Hán ngữ một phiên bản mới rồi tiếp theo slide cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc của giờ học sau khi xem xong video bài giảng này, các bạn cảm thấy chưa hiểu ở chỗ nào hoặc là thắc mắc ở chỗ nào thì các bạn để lại comment ở ngay bên dưới video bài giảng này để được hỗ trợ trực tuyến sau giờ học. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Chào các bạn.